Hello anh em. Đây, chiếc xe VinFast Fadin lại bị tháo trần trụi trụi luôn. Đó. Tháo cả gương ra luôn này. Và đây bóc đèn ra đây. Đấy, chiếc xe này sẽ độ một đôi bi laser. Đây là hiển đẹp dai. Đấy, vừa mới lấy cái tủ hấp đèn để ra cái đèn này. Đèn này cao chết. Cực kỳ khó làm luôn. Nói chung là đó. Sau còn độ đôi bi gầm ao zoom S-Line nữa. Bọc này là ra gần hết rồi. Giờ mình sẽ quay lên bên trong cho mọi người xem nhá. Ê, đây là thanh niên đẹp trai. Chào anh em xem nào. Chào anh em nhá. Anh em đang độ cái chìa khóa Smart Key. Đó, đây là cái bộ chìa khóa Smart Key này. Và bộ này là bộ Capro. Bảo hành 2 năm. Nói chung là hàng ngon. Rồi trên này độ màn hình liền cam 360 này. Đó. Đang anh em đang hoàn thiện. Đấy, cảm biến lùi này. Nói chung là đang sắp sửa xong. Thì hôm nay mình quay đến vlog tiếp tục tại Trung Auto. Đó, chiếc xe này thì rất là nhiều đồ. Rồi quay chiếc xe tiếp theo này. Là chiếc xe Vios. Vios thì cũng lắp cái hệ thống đèn cốt xenon ao zoom. Hệ thống cam 360 này. Bên kia CRV cũng thế, cam 360. Chiếc xe tiếp tục là bên kia là cúp điện. Thì ở đây cơ bản đã xong rồi. À đây, cái sản phẩm này hay này. Giới thiệu mọi người sản phẩm này hay này. Đó. Cái này là gập gương lên xuống kính anh em ạ. Gập gương lên xuống kính. OLED Pro. Đó, nó gập kính này. Rồi thì lên kính á, gập gương lên kính. Đây, trước màn hình Android này. Đó. Quay để hơi tối nha. À, con này còn độ nhiều nữa cơ. Đây này. Đây là cảm biến Absolute Steamate. Lắp vào đầu DVI Android. Loa súp gầm. Quả này nhỏ nhưng mà đánh hay. Siêu hay luôn. Loa siêu trầm. À quay. Đấy, hàng này ngon. Lắp những chiếc xe nhỏ nhỏ như này thì đánh cực kỳ phê luôn. Đó, mọi người có thể coi này. Đây, đây hơi tối anh em ạ. Ok, nói chung là cơ bản sắp xong rồi. Chút nữa xong. Đây, gã được hết cam vào đây rồi. Đấy. Còn một chút ít nữa xong thôi. Okay. Quay đến con xe tiếp theo này. Đây là chiếc xe CRV. CRV thì cũng như thế thôi. Để mình quay con chiếc xe này trước. Đây, chiếc xe này là lắp cốp điện trước Pajero. Cốp điện Perfect Car. Đấy. Dòng cốp điện tốt nhất hiện nay. Thì cái cốp cơ của anh ý đây. Đây, các cái ti cơ mình mở bằng tay, nó nhỏ xíu. Đấy, thì thay đây thì anh em bấm nút này, bấm chìa khóa này. Đây là MCU của nó đây. Đó. Một chút nữa xong mà. Mình sẽ xoay quay sang con CRV trước. Đó. Anh em mà đi những chiếc xe to cao này nên độ cốp điện. Rồi, sẽ quay sang CRV này. Đây rồi, CRV đây rồi. Hệ thống cam 360 này. Đó. Rồi gập gương lên xuống kính. Đó, đây là anh em đã lắp hết cam vào rồi. Đây. Cũng lắp cái hệ thống gập gương lên xuống kính anh em ạ. Đi kèm vào nó. Nói chung là chiếc xe này thì sắp xong rồi. Quay đây hơi tối một chút. À, chiếc xe này mà ăn chơi nữa lắp thêm cúp điện nữa. Còn cơ bản là đây mình đang lắp cái hệ thống cam 360 thôi. Đấy, cúp điện này phải kéo như này. Đó. Rồi ok, quay đến chiếc xe tiếp theo nào. Chiếc xe tiếp theo. Đây, chiếc xe này anh ấy chưa thay màn, chắc chắn là sẽ thay. Kia Cerato. Kia Cerato lắp cam 360 này. Đấy. Can chỉnh hoàn thiện luôn anh. Cho em quay ngó một chút nha. Đó.
cam 360 liền màn luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Thôi anh em đang căn chỉnh thì mình sẽ không quay. Quay đến chiếc xe Kia Cerato tiếp theo này. Đây là hệ thống đèn xenon và đèn LED. Đấy, như trên chiếc xe này thì mình cũng tư vấn đến mọi người là chiếc xe có bi rồi thì anh em nên lắp xenon vào đấy. Còn chiếc xe bên cạnh thì chưa có bi thì anh em nên lắp LED. Và đặc biệt là pha thì nên lắp LED. Còn chiếc xe mà chưa có bi thì nên lắp LED cả. Đó. Bởi vì là cái hệ thống xenon thì giá nó cũng rất hợp lý. Bền. Hệ thống này là bảo hành 3 năm. Đây sản phẩm đây. Đó. Ở đây là ao zoom này. Bảo hành 3 năm này. Còn LED thì dùng LED JBNE. Đấy. Sáng lắm. Đây, cái ba lát của nó đây anh em. Hàng rất xịn luôn. Thì toàn bộ là cắm rắc hết. Đó, lắp lên thì rất sáng luôn. Thì hôm nay có mấy chiếc xe. Quay lại cho anh em xem cái hệ thống này. Ví dụ chiếc xe Kia Cerato thì anh em có thể thay cái này. Đấy, để nó chạy đuổi cho nó đẹp. Đấy, còn trên chiếc xe này thì một chút là xong rồi. Toàn bộ là zin. Đấy, đây là pha này. Pha LED. Đó, anh em có nhu cầu cúp điện này, cam 360 này, rồi đèn đóm này, độ đèn này thì liên hệ cho anh em Trung Auto. Chúng tôi nhận lắp đặt toàn bộ, bảo hành chính hãng, thợ quyền làm thì yên tâm. Cảm ơn anh em.